Đây là xoài, xoài chấm nêm, xoài chua chấm nêm me chua. Cái mắm ớt đường, đây là cái mắm chấm ớt cái muối, ớt cái muối nhắn ngon ngon hơn. Đây là chua với chua, đây là mặn, cô Nhi mua mặn ngọt ngọt chấm với mắm đường ngọt. Đây là ăn chén nó ngon hơn. Ok. Ngọt cái ngọt, chua với chua. Thôi em xào rồi, xào chua ăn với nước đường, đây là xào chua ăn với me với ớt. Đây là mua, coi như mua mặn ngọt mà chấm với đường, đường nước mắm đường. Ok, số 1 mình chua với chấm nha, mình bắt ra sao. Cái thì bình thường thôi các em. Xào chua với chấm với mắm me nè. Đây là ở cái là mặn chua ngọt, đây là mặn ngọt không à. Cái gì mua trúng mặn này mặn ngọt không à, chấm với mắm đường ớt này, đường ớt nè, đường ớt nè, đường đường gạch quậy luôn nè. Ngon quá. Thứ một thank you.